bác thấy là khi trùng mỏ đục vô phổi rồi cái là người này nó thở không nổi, ho và thở không nổi, khó thở, nặng là sẽ chết luôn. Vì vậy cho nên đây là cái lời tiên tri của Đức Thầy hôm nay đã ứng hiện rồi đó cô bác, đã ứng hiện đó. Giống như trùng thường đục phổi tiên là cái trận dịch vừa rồi là mới có đục phổi. Coi chừng đó, coi chừng á, nhớ nghe, mình sống có phổi và tim mà trận dịch vừa rồi đó là nổi mới đục phổi không đó, mà chết một cái là vô số điếc luôn, chết một cái là khủng khiếp, mỗi ngày là bệnh càng tăng càng khổ, là mới có gọi là cái trận dịch vừa rồi năm 19 đó ha, là mới có đục phổi thôi đó, mà thầy nói là giống như trùng nó thường đục phổi mà tim, coi chừng cái ma bớt sau này đó quân hai, nó đục cái tim đó, đục tim còn máu nữa. Con người mình là sống ở nhà hơi tim, bữa nãy là mình nói phổi là thở, tim là nhịp mới sống, mà hôm nay đục vô tim cái nữa là mau lắm, cho nên coi chừng cái bệnh mới bây giờ đó ha, mà bớt bây giờ đó ha, là coi chừng là đục tim nó là còn mau nữa quá, coi chừng vậy. Cho nên đây là cái lời tiên tri của lúc thầy năm 1939 40 đó, lúc đó mà mình đọc cái đoạn giống như trùng mà chưa ai hiểu là giống như trùng là gì, mà hôm nay là cái bệnh dịch giờ rồi đó, mà cái giống như trùng nó đục vào phổi đó là nghẹt thở, là hết thở là phải chết. Đây vừa nêu lên hai câu giảng là trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế. À, đồng đạo thắc mắc giống như trùng là giống gì, đục phổi tim là ở đâu, và gặp biến thước qua đà lai thế, qua đà lai thế là ai? Đây là tôi nhớ không lầm đây là trong bài Diệu Pháp Quang Minh mà đệ đã giúp ra hai câu. Thì trước khi chúng tôi trao đổi đề tài này, cái câu này thì cũng diễn ngâm một cái đoạn giảng, đọc lên để mấy câu để giao duyên cùng quý cô bác và chư đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đã thấy lộ cơ trời báo ưng, diệt loài gian tìm kiếm con tiên. Nở hồng trần túc mê cháy tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Nói chí đức hoàng thang nghe luật nghe chế, đời không hay những việc xa vời, gặp cơn mưa ta phải cho tới, lúc hạn nắng từ bi giúp non. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng nghe mòn, giống di trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế. Kim giới cổ nhìn xem nghe thấy, hệ sợ có ngày hoạch tội ư thiên. Nẻo đục trong càng tỏa cơ quyền, mực đã càng lòng yêu chẳng màng. Ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắng công mê trình rạch lá tìm sâu. Nãy dương trần bụi phải sớm hứng giọt sương đông hà, điên nhớ
đau cả thôi chào đời khiếp cửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chúng phục. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái đoạn giảng vừa qua trong bài Diệu Pháp Quang Minh mà đệ có rút hỏi là hai câu: giống di trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà la thế. Hai câu giảng này rất là phù hợp trong cái thời kỳ bệnh dịch này ông hai. Phù hợp lắm đó. Cái lời này là cái lời Đức Thầy tiên tri năm 1939. Đức Thầy này cái lời tiên tri, cái này là cái lời tiên tri của Đức Thầy. Tiên tri là lời tiên tri. Tim là lúc đó là ai biết là cái gì. Đó bây giờ chứ là mỗi lần mình đọc đó, thời gian năm 1939-40 đó, mình đọc câu này mình chưa hiểu là giống như trùng là gì chứ. Mà hôm nay cái bệnh dịch nó đã ứng hiện từ năm 19 tới năm 2023 đó, mà bệnh dịch bây giờ đang tăng triển mạnh, càng ngày càng mạnh đó ha. Thì bây giờ là mình lại hỏi câu này là rất là phù hợp. Rất là phù hợp luôn. Đó bây giờ nó là giống như giống gì mà thường đục phổi tim. Thì cái loại này là cái loại nó rõ là cái loại vi trùng này là nó đục vô phổi được rồi, các bác thấy không? Cái giống vi trùng nó đục vô phổi được rồi đó. Khi mà các bác cái trận dịch vừa rồi đó, các bác thấy không? Con người chúng ta sống đây nhờ cái phổi nó hơi thở. Mà nó đục vô trọng nó thở không nổi không ai. Khi mà con vi trùng nó đục vô phổi là thở không nổi, ngạt. Có người nặng thế là chết liền. Nhưng mà có người nhẹ thì F1, F0 này kia nọ đó là phải cách ly này kia, nhưng mà nằm đó là phải khó thở lắm. Khi mà con bị có giống vi trùng mà nó đục vô, tại cái mình sống ở tim mới sống được. Cái phổi là cái hơi thở chúng ta, mà giờ đục vô thấy không? Đục vô phổi là làm sao mà mình thở? Cái trận dịch vừa qua các bác thấy là khi trùng mà đục vô phổi rồi, cái là người này nó thở không nổi, ho và thở không nổi, khó thở, nặng là sẽ chết luôn. Vì vậy cho nên đây là cái lời tiên tri của Đức Thầy hôm nay đã ứng hiện rồi đó, cô bác đã ứng hiện đó. Giống như trùng thường đục phổi tim là cái trận dịch vừa rồi là mới có đục phổi. Coi chừng đó, coi chừng á, nhớ nghe, mình sống có phổi và tim mà cái trận dịch vừa rồi đó là nổi mới đục phổi không đó, mà chết một cái là vô số điếp luôn, chết một cái là khủng khiếp, mỗi ngày là bệnh càng tăng càng khổ. Là mới có rồi là cái trận dịch vừa rồi năm 19 đó ha, là mới có đục phổi thôi đó. Mà thầy nói là giống vi trùng nó thường đục phổi mà tim. Coi chừng cái ma bớt sau này đó, ai quên hai, là nó đục cái tim đó. Đục tim còn máu nữa. Con người mình là sống ở nhà hơi tim, bữa nãy là mình nói phổi là thở, tim là nhịp mới sống. Mà hôm nay đục vô tim cái nữa là mau lắm, cho nên coi chừng cái bệnh mới bây giờ đó ha, ma bớt bây giờ đó ha, là coi chừng là đục tim nó là còn mau nữa các bác. Vậy cho nên đây là cái lời tiên tri của lúc thầy năm 1939-40 đó. Lúc đó mà mình đọc cái đoạn giống như trùng mà chưa ai hiểu là giống như trùng là gì. Mà hôm nay là cái bệnh dịch vừa rồi đó, mà cái giống như trùng nó đục vào phổi đó là nghẹt thở, là hết thở là phải chết. Vì vậy cho nên là thầy nói là giống như trùng thường đục phổi tim, là coi chừng cái trận ma bớt sau này đó, cái trận sau này là nó sẽ đục vô tim. Mà nó lần này đó mà nó đục vô tới tim nữa đó là chúng ta sẽ chết còn mau hơn nữa. Mà đến cơn đau này đó, khi mà đục phổi vô tim này, tới cái trận dịch, tới cái trận sau này đó là đấy là đến cơn đau, là đau nặng rồi đó. Phương thuốc phải tìm, mà tìm ai đây? Bây giờ mấy bác sĩ ông cũng bó tay rồi, tìm ai giờ? Tại vì là Đức Phật cho biết á, sau này có nhiều chứng bệnh phát sinh, không hai? Có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải phanh tay đứng nhìn, bó tay rồi. Vậy là lương y bác sĩ giỏi gì phải phanh tay đứng nhìn, tới sau này đục tới tim còn cái coi chừng là phanh tay đứng nhìn đó. Rồi giờ thầy kêu đến cơn đau rồi đó, bây giờ phương thuốc hết, tìm ai đây? Gặp biến đà lại thế, biến thước là ai? Vậy cho nên là thầy bệnh cái trận bệnh coi ma bớt sắp tới đây, thầy không kêu là tìm bác sĩ hay gì cứu, mà tại sao thầy kêu là biến thước, đi tìm kiếm biến thước qua đà là thế. À, chỗ này là chỗ nó có ẩn ý đặc biệt các bác, mình bàn chỗ này mình thấy giáo lý thầy phải đặc biệt đó. Bây giờ biến thước qua đà ngày xưa đó,
là ổng là cải tử hoàn sanh được. Ông qua đà biến thước khi xưa là ông cải tử hoàn sanh. Người ta một lương y rất là tài giỏi, có thể là người chết là làm sống được đó. Giống như ông Quan Văn Trường, Quan Công đó, mà ông đi bị tên độc của Tào Tháo bắn vô đó, là nằm trong đây nè. Mà vì đó mà ông qua đà ông cứu sống đó. Nạo Tư Xương Tỷ thấm thuốc vô là sống đó. Cho nên đó là ông qua đà biến thước qua đà là ý nói là ông biến thước qua đà này là có cái mầu nhiệm cải tử hoàn sanh, là một vị lương y rất là giỏi. Đây là thầy thí dụ thôi. Bây giờ biến thước qua đà đầu kiếp. Bây giờ biến thước qua đà là ai đây? Bây giờ nói tóm lại theo cái hiểu tôi thế. Tìm hiểu gặp cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế, mà ai lai thế đây? Đức thầy chúng ta đã lai trở lại cho ta vui quá. Đức thầy chúng ta nói mấy chặng là khi xưa qua đà cải tử hoàn sanh, đức thầy mình ra đời khai đạo có cải tử hoàn sanh không? Có một chuyện anh sinh đó là vợ chết rồi, bà vợ quá nặng rồi mới chèo thì xuống đình, lúc đó là thầy ra đời chỉ bệnh đó là chỉ bệnh để cứu đời đó, thì người ta tới tấp nập và có anh sinh đó chở bà vợ từ ở trên Năng Châu chở bà vợ xuống, rồi khi mà tới khi tổ đình ôm bà vợ ẩm bà vợ lên thì như là đã chết queo rồi, rồi là đứa anh này mới thất vọng ẩm bà vợ về, vừa có thể sẵn ẩm xuống ghe thì như ông đức thầy nói để đó tôi chỉ đó, để vợ đó để tôi chỉ cho, thì anh này mới trả lời là vợ tôi đã chết rồi, nhưng mà đức thầy kêu thì ổng có hy vọng nha, nói ông này cũng là Phật tiên thánh gì đây, cho nên vợ mình chết rồi mà ổng kêu lại cứu được. Vậy cho nên là ảnh mới kêu á anh này đó xuống dưới sông múc, vừa niệm Nam Mô với Đà Phật 3 tiếng, rồi là vừa niệm Phật vừa múc theo nước xuôi đem lên tôi sẽ cứu vợ ông. Thì bắt đầu á là ông này ổng gì mừng quá đó, dòng vợ mình chết rồi mà hôm nay ông này ổng nói cứu được, ổng mừng quá mừng lính quýnh xuống sông múc nước ngược. Múc khí cái nước ngược, đức thầy biết, đức thầy nói ông đã muốn nước ngược rồi, ông xuống dưới múc lại đây. Ông này giật mình, ủa tại sao muốn nước ngược mà ông thầy biết, thầy quá hay. Vì vậy cho nên đó là ông mới bình tĩnh lại nha, cái này đi bình tĩnh là niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật là xuống múc nước xuôi lên. Đức thầy là cầm cái chén nước, đức thầy phun từ đầu tới chân của chị, thì từ cái màu da xanh xao thì trở lại hồng hào tươi tắn, rồi hồi chị sống lại. Ôi hai vợ chồng quá tại mừng, quỳ lại đức thầy và xin quy. Vậy và vì vậy cho nên đến cơn đau phương thuốc quải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế. Qua đà cái xưa đó là ổng có một vị thần y rất là giỏi, ổng có cải tử hoàn sanh cứu người chết được mà trở lại sống. Mà hôm nay đức thầy nói là biến thước qua đà lai thế là thầy đã trở lại, thầy kỳ này thể hiện xuống đây để có thể cứu sống chúng sanh, dầu cho mình chết thầy cứu được luôn. Vì vậy là biến thước qua đà lai thế là thầy đã trở lại, chỉ có đến cơn đau khuôn thuốc đã tìm gặp biến thước qua đà lai thế đã thầy, chỉ có thầy cứu mình thôi. Rồi cái vừa rồi đó mình cỡ cái mẫu chuyện là thầy cứu vợ chồng người vợ của anh đó ha, rồi bắt đầu tới mẫu chuyện sau này đó, tới cái chặng mà thầy nói là cái chặng cái khổ cái tới đây đó ha, mà thầy nói là lớp đau chết cởi thôi vô số đó, thì bắt đầu cái chặng sắp tới đây đó là lúc đó là thầy nói đó, sau này tôi vắng mặt tín đồ tôi rất lâu, chừng nào chết cho không kịp tôi mới về. Lúc đó ông dùng lưu đó, thầy văn út nha, lúc đó ông dùng để tất cả những hàng lưu ấy vú tôi định ha là để hết trơn đó nha, không được ai đem đâu nha. Lúc đó ông phải dùng lưu ấy vú đựng nước đựng hết chân cho đầy, rồi lúc đó là tới ngày tôi về đó tôi muốn nuốt cho bệnh nhân. Nếu mà người nào mà được đức thầy bệnh đó, tại đức thầy đặc biệt mà cải tử hoàn sanh mà, thì lúc đó là tôi múc đưa người cho bệnh nhân nước người. Rồi bắt đầu tới khi đông quá đức thầy mới lấy tay tát nước vậy nè, dưới nước, tại đông quá lớp đau chết con vô số sắp tới đây nè. Cái thầy về cơ quá coi chừng đó nghe, thầy nói đó cái mẫu chuyện mà thầy nói chết cho không kịp thầy về đó, lúc đó dùng lưu mới vú đựng nước tôi muốn nuốt cho bệnh nhân uống nước múc không kịp gánh không xiết, lúc đó tôi dưới là người đó hết bệnh, lúc đó là thầy tát, thầy đông quá rồi thầy nuốt nước còn múc từ người nữa. Rồi là lúc đó là tới thời kỳ đó là thầy tôi trở về, tôi sẽ trở về tôi cũng tín đồ tôi. Lúc đó là tới rồi tôi vắng mặt, tôi chỉ về trong sắp xếp công việc trong vòng chừng 7 ngày tôi sẽ vắng mặt nữa. Lúc đó đức thầy có ông Út mới hỏi, dạ thưa thầy
sao mà thầy về mau quá vậy thầy, mới có 7 ngày à? Tại vì thầy nhắn, thầy về nhắn mặt hôm nay là mấy chục năm rồi, mà hôm nay thầy mới về có 7 ngày mà thầy vắng mặt nữa, ông Út mới buồn, nói sao đây, tại sao vậy, mới thầy mới về đây rồi thầy vắng mặt nữa thầy. Lúc đó mới thầy mới lộ sắc buồn, thầy châu đôi mày, đức thầy nói á, tại tới thời kỳ của năm chèo nổi loạn, thấy không, cô bác thấy nạn tay dồn dập không, thầy nói là nạn tay dồn dập sớm làng còn chi thiệt mà, tại cái bệnh dịch thầy mới trong đây, rồi bắt đầu thầy vắng mặt, ông Út mới hỏi, tại sao thầy về mau quá vậy thầy, đức thầy mới trả lời đó, tại vì á, là tới thời kỳ của năm chèo nổi loạn, việc này chưa xong rồi đầu tới bên kia nữa, sát phạt sanh linh vô số điếm, nếu tôi ở đó làm sao tránh khỏi đông lòng, mà ra tay bắt nói sớm thì có lỗi thiên đình nó là ai, không chèo á, khi mà đức thầy chị bệnh dịch xong rồi đó là thầy sẽ vắng mặt, nếu mà thầy không vắng mặt á, thì ở đây không nở thấy cái tín đồ bị ông Năm chèo nuốt, nếu tôi ở đây á thì làm sao tránh khỏi đông lòng, là đông lòng thấy người, mọi người bị Năm chèo nuốt quá nhiều đó, mà nếu mà ra tay thâu nói sớm á thì có lỗi thiên đình, đó đấy là lĩnh thiên đình mà. Vì vậy cho nên là khoa chàng lĩnh mở hội thi, nên ta xuống bút giải thiệt trần gian. Vì vậy cho nên là đã thấy lộ cơ trời báo ứng. Vì vậy cho nên đây là tất cả những mình sống ở thế gian này là đều do lệnh của Ngọc Đế, ngài đã cai quản hết cô bác, không có ai qua nổi lệnh Ngọc Đế hết. Vì vậy cho nên đức thầy nói á, nếu mà tôi ở đây á thì không nỡ thấy năm chèo nuốt mọi người, tất cả chúng sanh, tại vì Phật từ bi mà. Rồi nếu mà ra tay bắt nói sớm á, thì có lỗi thiên đình, để cho nó nuốt hết người hung rồi tôi mới trở về bắt nó. Vì vậy cho nên là hai câu giảng vì vậy là sẽ đến khi mà thầy trở về thâu năm chèo nữa, thế là lúc đó là tới khi là loạn lạc chiến tranh sẽ khổ bùng nổ tới đấy. Chưa, rồi vậy là hai câu giảng của đệ đưa lên trong bài Pháp Quang Minh đó, là đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà la thới, là đức thầy tỷ dụ là ông qua đà ngày xưa là ông có cái phép, ông có một cái thuốc cũng rất là hay hoàng sanh được, mà bây giờ ông qua đà đã chết lâu rồi, hôm nay thầy nói là qua đà lái thế, tái thế là thầy đã trở lại để cứu tín đồ tất cả chúng sanh. Nếu ai tu theo thầy thì nói là ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, thấy không, cho nên là thầy là có thể là cứu tín đồ sau này đến ngày mà bệnh dịch mà chết chẳng tới đây đó, thầy sẽ trở về cứu tín đồ, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Hay là đến lâm cảnh khổ có ta, có ta là thầy đó, với lệnh Phật bà cứu giấc giùm cho. Thì hai câu giảng của đệ vừa đưa qua đến đây chúng tôi xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật. Cái dạ thì cho đệ hỏi thêm một câu là hiện tại bây giờ ở Sài Gòn mình đó, bây giờ là một ngày lên một cao mấy, một ngàn mấy người tử vong về cái bệnh mới vậy, hiện tại bây giờ thì như vậy gian mình vui vui vẻ gì? Thì nó khi mà nó lây chứ, mình nói đến lây á thì nói theo khoa học, còn đối với Phật học thì nói nghiệp, nghiệp nghiệp về nhân quả, thì nói khoa học phải lây chứ, lây tại vì á là cái con vi trùng nó đi theo không khí mà, đi theo không khí, vậy cho nên là những cái không khí nó nơi nào là đều lây, nó lên lây lan mà lây rất là nhanh luôn, nhưng mà tùy theo nghiệp lực của chúng sanh, nếu nơi nào mà lây là rất có lây nghe, nhưng mà tùy theo cái nghiệp lực chúng sanh chứ không phải là chỗ nào cũng lây hết, mà không phải là người nào phải chết vì bệnh này hết, nhớ kỹ nha, biệt nghiệp và đồng nghiệp. Như như bây giờ người nào mà có gây nghiệp chung thì sẽ lây dính bệnh này chết rất là mau, chết tốc hành luôn, còn người nào không có gây nghiệp này thì họ tại đây sao đó, nó nhiều cách chết lắm, nhưng chết thì họ cũng vẫn chết nữa, nhưng mà chết nghiệp khác, tại vì nó lây lan, nó lây nhanh lắm chứ sao không lây được. Tại vì con vi trùng này á là nó đi theo cái không khí hơi thở, mà mình ở đây là mình nhờ cái không khí hơi thở ông hai, mình thở lên, hít vô mình thở ra, thì như vậy là như nên cái nghiệp của mình nó đã nhiều tiền kiếp cũng là do cái nhân của mình tạo. Thầy nói là trời đà sắp đặt ly kỳ đến ngày trả quả, thì nói tóm lại theo Phật học đó thì đến ngày trả quả thôi. Thầy cho là tại sao trả quả, mình nhắc cái đoạn này là mình thấy rõ ràng nè, thiên tào đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới, là toàn cầu này luôn nha, khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái quả địa cầu này, trong buổi hàng quân này, say mê giặc dục, chìm đắm trong biển lệ danh, gây nên nghiệp quả. Cho nên là do chúng sanh mình gây nghe rõ ràng nha,
thiên tàu là ở trên đó, các bậc thiên tàu Nam Tàu Bắc Tẩu đã trở nên nắm sổ mình trên đó. Hàng ngày á là mình, hàng ngày là mình làm những việc gì thiện ác gì cả nó chẳng ta biết hết trơn luôn á. Tại vì lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian, rồi tâu qua ngọc đế thượng hoàng, tâu qua thượng đế ngọc hoàng, cho nên các ngài nó biên hết trơn. Mà hàng ngày lưỡng là gì? Lưỡng là hai ông thần nè, ông bên 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 phải thì biên về phước, ông bên tay trái là biên về tội. Mà lưỡng thần là biên chép, lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian, người tâu qua thượng đế ngọc hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Này rồi chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Như vậy là hàng ngày chúng sanh mình là tạo việc ác quá nhiều. Như vậy là cô bác mình là khóc chúng đi cầu này là thầy đã trách chỗ này đó nha. Vì say mê giặc dục chìm lắm, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, lực trời đà chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì hết người tội ác quá nhiều. Vậy cho nên là sổ tội ác, nghĩa là các chư thần từng giảng năm canh về thượng giới tâu qua thượng đế, sổ tội ác thì vô số cõi, còn làm nhân thì quá thôi. Vậy hỏi công đồng xem xét hồi sai chư tướng chẳng đã sai xuống đó, là cái nghề là cái nghiệp chúng sanh nó tới đó. Cho nên nó là những cái con vi trùng đất cải này kia nọ là do cái sai chư tướng xuống này tới. Vậy là cái nghiệp chúng sanh đã tới, cái quả chúng sanh đã mua rồi đó. Vậy vậy cho nên là hội công đồng xem xét hẳn hồi sai chư tướng xuống răng trần thế rồi mới tới đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi, phải không? Vậy cho nên quát thấy cái bệnh dị kỳ chưa? Dị kỳ lắm đó. No chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp dướng bệnh. Bệnh gì? Bệnh trời. Mà nãy giờ mình thấy á là thiên tàu là xác định là ở trên đã xét đó, hàng ngày chư thần biến chép, lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội và phước, và chở mới tông qua thượng đế ngọc hoàng, gọi chở người ta mới sai xuống. Để như vậy là đây là chúng sanh đắc tội thiên hoàng. Vì vậy cho nên là đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Nhưng mà thầy đưa ra phương pháp để cứu chúng ta là đường đạo lý, đường lão lý cho nên chán nản, phải bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Muốn thoát qua những cái cảnh bệnh dịch nạn này thì bây giờ Đức Thầy kêu chúng ta là phải bền lòng tầm Phật trong tâm, là Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không để gì thời khắc. Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tới độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quát ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, dùng thử là như thế nào. Tại vì mình niệm ít quá cho nên thầy mới kêu mình dùng thử là phải niệm nhiều luôn. Mình hàng ngày mình niệm Phật thì ít mà mình nhớ chữ đời là nhiều, cho nên thầy kêu bây giờ là bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Dạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mơ cho thành. Tả tơi là gì? Đầu vui quát thấy bây giờ có tả tơi chưa? Nào là bệnh dịch lan tràn cả toàn cầu mà càng ngày càng tiến, rồi nào là giặc giả chiến tranh sắp sửa nó đang bùng nổ, rồi bắt đầu để tiếp luôn. Rồi, vậy cho nên thôi để có cái gì cái câu mà để hỏi là ở Sài Gòn này kia là bệnh dịch này kia nó tiến triển nó có lây lan không ha. Thì tôi tóm lại tôi nói là nó có hai phần, lây rất là lây. Lây là nói theo khoa học, nhưng mà nói về Phật học là nghiệp, nhưng mà cái nghiệp chúng sanh là đã gây tạo vô lượng kiếp tới giờ, mà hôm nay đã có gặp Phật ra đời rồi mà chúng ta chưa dừng nghiệp ác lại thì những người này sẽ không có chạy khỏi những cái đại nạn của bệnh dịch này. Đến đây xin dứt lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Tiếp theo bốn câu giảng của đệ hỏi là trong bài Nang Thơ Cẩm Tú mà trong đoạn sau. Đặc biệt đệ hỏi mấy câu này là nó phù hợp với thời này bàn ra nó ốc á. Tại nó tới thời kỳ mà mấy câu này đó mà mình bàn cách đây chừng vài chục năm trước không có hay, làm như nghe nó không có như, làm như nó không hấp dẫn không hay. Vậy cho nên là lúc này làm như là nó ứng hiện cái điểm rồi. Là cái cảnh ứng hiện rồi là mình bàn giáo lý thầy ra là tới đâu là thấy ốc nổi đó. Vậy cho nên là đệ hỏi bốn câu giảng là mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển,
À, cái chỗ này là nổi linh động dữ ạ. Tại vì là mặt nước biển lại Đức Thầy chỉ vào ở ngoài Biển Đông các bác. Là nước biển là Biển Đông. Mà ngoài Biển Đông đó là Đức Thầy có nói một đoạn này. Ngủ ngon trong bài Ngủ Ngon Cất Cứ đó. Đã trải 2 năm dư, mang một túi đồ thư là trong cái giáo lý Thầy đó. Lòng hằng mong phổ hóa là ý Đức Thầy đem cái giáo lý Thầy phổ hóa tất cả nhân loại chúng sanh để được tu. Lòng hằng mong khổ phổ hóa, dụng đủ cách thanh từ. Cho nên giáo lý Thầy đem ra để dạy từ đủ cách hết trơn. Từ hạng đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, nhân thừa, thinh văn thừa, Thầy đưa ra đủ cách, cách nào ai tu được chứ. Từ thừa ai gì ai cũng đều tu được theo giáo lý Thầy hết trơn. Còn nếu mà Thầy nói là những người đuôi cùi, những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm. Nhờ mà thật sao quê dốt thật thà mù đu gì, giáo lý Thầy là một giáo lý Thầy là giáo lý đại thừa thiền to. Những người quê dốt thật thà mù đuôi cùi gì giáo lý Thầy hết trơn. Vậy cho nên là Thầy nói dụng đủ cách thanh từ, nhưng mà muốn khai kinh thả cá rộng ra, nhưng mà trời chưa thối dạ là ý những cái cảnh trước, trời chưa cho thối gặp buổi quá âm u, đời đầy câu nhân ngã, sống bởi cuộn phân giang đông. Và cái đoạn đệ mà vừa mới hỏi đó ha, là mặt nước biển Lưu Vô Văn Hục là ý ngay nó ngay Biển Đông đó. Mà Thầy nói chừng nào sống bởi cuộn phương đông, chừng nào mới cho xong câu ấy nhân văn hỏi, phải chờ định thiên công. Vì là cũng phải là ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên đức ngọc đới xử phân cho chúng. Cho nên mình sống ở thế gian này là do ngọc đới quyết định của bác, chứ không có ai chạy khỏi qua cái quyền của ngọc đới chứ. Đức Thầy nói trong bài thì ai người chỉ kỹ đó, là Thầy nói là rốt cuộc tương lai do quyết định, là ai quyết định đây? Mình sống ở thế gian này không ai qua khỏi cái định ngọc đới chứ. Dù cho mình có tài ba giỏi, mình có chế ra những nguyên tử hạt nhân, mình là tranh bá đồ vương, mình đại cường quốc như thế nào đó ha, thì mình cũng không qua khỏi cái lệnh của ngọc đế chứ. Nghe là Thầy nói là rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thẳm nắm quyền quay. Cho nên là nước ngọc đế ngài đã nắm hết tất cả quyền quay. Vậy cho nên là sống bể cuộn phương đông, chừng nào mới cho xong câu ấy nhân văn hỏi, phải chờ lệnh thiên công. Cho nên hôm nay mình bàn giáo lý này á, bàn đây để hiểu vậy thôi, nhưng không phải là chờ lệnh thiên đấy, phải chờ lệnh thiên công. Như vậy là mới trở lại bốn câu giảng của đại hội đó, là mặt nước biển Lô Nhô Lặng Hợp là nói chỉ thẳng vào nãy giờ mình bàn ha, là Thầy nói là sau này tới sống biển cụ bể cuộn phương đông, bây giờ ở Biển Đông là nó mới có dàn chặn thôi. Mà chừng nào sống bể cuộn là gì? Sống bể cuộn là nó Trung Quốc nó sẽ khai chiến, bắt đầu nó khai chiến, nó kiếm chuyện của bác không thấy nó thời gian này nó khai chiến, nó kiếm chuyện. Bây giờ tàu của nó đang xâm phạm qua đất nước Việt Nam chúng ta, mà nó xâm phạm từ ấy giờ nhiều lần rồi. Mà tại vì cái lòng của nó là lòng tham sát, tham tàn, vậy là nó rõ là lòng tham ác đó. Vì vậy cho nên nó không bao giờ dừng cái lòng tham ác nữa. Vậy cho nên nếu mà nó dừng cái lòng tham ác của nó thì sao? Chắc chắn phải có sống bởi cuộn phương đông. Nếu Hoàng Trung Quốc nó chưa dừng cái lòng tham ác của nó thì chắc chắn rồi sống bởi cuộn phương đông. Thì chống bởi cuộn phương đông lần này rồi thì sao? Mặt nước biển Lô Nhô Lặng Hợp, chim đua bay, thì bắt đầu cái trận chiến này là cô bác biết tất cả các nước sẽ đụng tại Biển Đông. Chim đua bay cá lại trên mồi. Chim đua bay là gì? Khi mà các nước mà nó dồn vào Biển Đông mới bay, nó bay cỡ nhiêu chiếc lần? Không hai. Bay như chuồng. Vậy cho nên là chim đua bay là tất cả các nước nè, Mỹ nè, Nhật, Đài Loan này kia đó ha, thì nó quánh lại Trung Quốc. Thì như kỳ này ở Biển Đông nó là bay như máy bay, nó bay như chuồng chuồng vậy đó, là chim đua bay. Rồi cá lại tranh mồi. Cá tranh mồi là gì? Thì giờ tất cả các tàu lặn của hạm của Mỹ, của Nhật Bản này kia đó, đem ra trận chiến ở Biển Đông. Bây giờ dàn trận của bác mình lên mạng nói đây thì bác giờ lên mạng thấy hết tất cả đó. Tàu lặn, một chiếc tàu lặn của nó đó là nó chứa bao nhiêu chiếc máy bay chiến đó đó. Máy bay không người lái, máy bay chiến gì tùm lên nhóc trong đó chứ. Vậy cho nên đến khi mà Trung Quốc nó khởi chiến Biển Đông rồi đó ha, thì kỳ này là chim đua bay, cá lại tranh mồi là tàu lặn. Ở trên là quánh trên, dưới quánh dưới. Mà nó quánh lần này rồi đó là ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển luôn. Vậy là nó quánh nó Biển Đông này lần này là khủng khiếp đó các bác. Mà lời xưa cho biết đó, cái trận kè này là cái trận xưa nay chưa từng thấy, giặc giả lớn chưa từng ngó thấy,
chúng dùng nhiều khí giới khinh thiên, làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường, thay lắp giáp bình dương biển lớn, biển lớn biển Đông chứ đâu nữa, là sóng biển của biển Đông đó, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng sống ngựa đời, nếu không trưởng phước là khó ngồi thế gian. Vậy là thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy, kỳ này không trưởng phước là khó ngồi thế gian không hai, không trưởng phước là thầy nói là điều cần nhất là phải làm hết các việc thiện. Phải trưởng phước là cách nào đây, là phải ăn chay có phước mà cúng lại hàng ngày đó, ngày hai thời bình đẳng cháo lơi đó, thường hành như vậy đó là đường sai đó, ăn chay cũng có phước, cúng lại cũng có phước. Thầy nói điều cần nhất là phải làm hết các việc từ thiện, công tác từ thiện nào cũng có phước hết, rồi trì tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng có phước luôn, tại vì thầy nói cứu khổ Nam Mô vô lượng phước mà, diệt nàng tu trị hữu thiên kinh. Vậy cho nên là muốn qua những cái đại nạn lần này thì thầy kêu chúng ta phải ráng gắng là phải chữ phước. Cho nên giặc giả lớn thì nó thấy chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho đất động trời nghiêng, không bánh lần này là dung vinh qua địa cầu luôn. Tại cái trái bơm của họ bây giờ là mấy tấn đó, trái bơm của họ giống như giờ thằng Trung Quốc nó nổ bơm thì bên kia nó nhịn sao. Vậy cho nên thằng này bấm nút nổ bùm thì kia bùm nổ bùm nổ tụi luôn hết trơn, thì qua địa cầu mình sao chịu nổi. Cho nên dung vinh chứ đâu nữa, vậy nó quýnh dung vinh qua địa cầu luôn. Vậy chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên làm cho đất động, thấy không, đất động mà trời nghiêng luôn, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường, thay lắp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng sống người đời, nếu không trưởng phước là khó ngồi thế gian. Vậy cho nên cái lời tiên tri của các bậc ngày xưa đó mà thầy cho biết là sấm những sấm chiền cho Phật thầy đó, dân dán kiếm mà chi thì biết đó, xưa đỡ nại lại nhiều câu thẩm thiết mà nào ai có biết rõ lòng, chuyện thiên cơ nó rất rõ lòng, câu hữu lý bá tòng khó sánh. Vậy cho nên là các lời cái lời tiên tri trong khóa Bố Sơn Hương nói cái đoạn này của quá còn thấy còn giảng ốc, mình nói đoạn này là nó phù hợp với cái đoạn của đại hỏi luôn nè. Xài thành tiêu diệt sẽ gần đây, xài thành ở ngoài thành phố đó, nguyên tử nổ giang đắc chặt thay, ngày này nguyên tử nổ giang đắc chặt thay. Nguyên tử đổ giang đắc chặt thay, Nga xuất đau binh gây đại chiến mà có chưa? Nga xuất đau binh năm dần cái giờ đó, kha mình nói bàn ra nổi ốc không ai ốc nổi đó, cái lời tiên tri các ngài mà Nga xuất đau binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt sấm giang dày, cái này Trung Quốc mày quậy đi, đợt này là mày bị Nhật nó sẽ quýnh mày te tô cho thấy. Nhật Tàu chỗ dậy sấm giang dày là như là có đoạn trong trạng trình có tiên tri chỗ này là sấm giang dày là này là Trung Quốc chạy cống giò luôn nha, Nhật Bổn với Đài Loan có ngày này đánh Trung Quốc đó, tại vì là trạng trình có tiên tri chỗ này, chừng nào sau mà biển Đông, sau là ý nó Trung Quốc á, chừng nó quậy biển Đông đó ha, thì Đông Dương tỏ rạng sao rơi đầy đồng, đây là lời tiên tri của cái ngày vực trang dịch à. Vậy cho nên là Đông Dương là ai? Đông Dương lại nó là cái ánh mặt trời mọc phía đông, lại nó lá cờ của Nhật Bổn đó. Lá cờ Nhật Bổn là lá cờ mặt trời. Vậy là chừng nào sao mà biển Đông là Trung Quốc mà nó quậy biển Đông đó ha, thì Đông Dương thì Nhật Bổn nó xuất hiện. Mà nhất hiện lần này là sao rơi đầy đồng là Trung Quốc nó sẽ chạy cống giò, ngày này Trung Quốc sẽ chết cho lắm cô bác. Bây giờ chứng minh. Tại cái ngày trả quả. Thầy nói là cái ngày trả quả mà biết bao, tại nó lòng tham ác. Khi mà con người mát là nó gieo nhân, mà nó gieo nhân ác thì làm sao tránh ngày trả quả, tới ngày trả quả âm mà biết bao, cho nên là Trung Quốc phải bị đại bại thôi. Vì vậy cho nên đại bại, bây giờ nhắc cái đoạn này nè, thầy nói là chú lùng Nhật Bổn hùng hào, thấy không, nãy giờ mình nói khi mà Nhật nó xuất hiện đó là sau rơi đầy đồng đó là Trung Quốc nó sẽ chết dữ lắm. Chú lùng Nhật Bổn hùng hào đây nói là Nhật ha, nãy giờ mình nói là Đông Dương tỏ rạng là Nhật nó xuất hiện đó, là sao rơi đầy đồng là nó là Trung Quốc nó sẽ chết đầy biển cái chân luôn á. Vậy đó là chú lùng Nhật Bổn hùng hào chẳng thương sanh mạng dân Tàu dạy ngu, chừng này đằng này đó là Nhật Bổn quánh sanh mạng dân Tàu chết còn lạng đã hết trơn cô bác. Dạ, bởi vì sao bị tao quánh vậy, bởi chân hung bạo chẳng tu, chứ phải tu theo thầy, không đi kiếm chuyện người ta thì sao tao quánh được. Vậy chứ giờ hỏi bác hai á, giờ ngày không đi kiếm chuyện người ta hoài thì có ngày bị sưng mặt chứ sao, thì diễn nhiên thôi.
Không vậy ông Trung Quốc ông kiếm chuyện tùm lum hết chứ. Ở đây vùng biển của mình mà nó cấm dân mình ra máy á, trên sông nó bắt cá. À ha. Của mình đó mà nó còn cấm dân của mình không cho đó, thấy nó kiếm chuyện không? Kiếm chuyện ngang ngược mà. Cho nên là bởi chân hung bạo chẳng tu mới gây tứ sự. Lu bù với sanh, tứ sự là sao? Tứ sự là bốn hướng ảnh gây hết. Cái đường lưỡi bò đó. Ảnh độc đáo chưa? Ảnh tham ác. Vậy cho nên là bởi chân hung bạo chẳng tu mới gây tứ sự lưu bù chiến tranh, ảnh gây hoàng đông tây nam bắc, ảnh đi kiếm chuyện hết. Bất kỳ Trung Quốc giáp danh sao không lấy đó mà tu hành hiền lương, cá không ăn muối cá ương, không nghe lời dạy là lâm đường ra trong. Đây là thầy nói, thầy đó thầy đây là lâm đường trong gai, là thầy ám chỉ là giờ cái quả của con bèn Trung Quốc nó bị trả quả đó mấy năm nay đó, là tại nó khinh trời, trời phạt bất ngờ, tại nó không có tin trời đất. Tại vì là không là cậu hát lời của lời xưa ngài cho biết đấy, quá thông thái rồi họ người khinh trời trời đất, quá thông thái người khinh trời Phật, rồi lăng minh chúng việc quyền cơ, khinh trời trời phạt bất ngờ mà có phạt chưa. Trời ơi, ảnh đâu có cởi tin tưởng trời phạt thần thánh đâu. Họ ảnh là không có cởi trời phạt thần thánh đó chứ. Ảnh nói là không có trời phạt thánh mà không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội có phước, có vía có hồn, đời là thân xác con cũng là tranh đấu mạnh được có thua, cho nên ảnh đâu có tin trời đất. Cho nên nó gì quá thông thái rồi họ khinh trời Phật, rồi ảnh lắm văn minh, ảnh nghĩ ảnh là nước Đại Cường Quốc nha, ảnh văn minh nha, ảnh lắm văn minh chúng miệt quyền cơ, ảnh miệt là ảnh coi cái trời đất không ra gì chứ, nhưng mà bị phạt rồi. Mấy năm nay cô bác mình thấy bị lạ bão lụt của bằng khổ chết biết bao nhiêu nói. Bệnh dịch là Trung Quốc khởi trước mà. Thấy cho cái bằng cái dạ anh khởi trước mà. Cho nên nó là quá thông thái ngược kinh trời Phật, rồi lắm văn minh chúng miệt quyền cơ, nhưng mà kinh trời bị trời phạt bất ngờ phạt rồi đó. Miệt quyền cơ Mỹ bị quyền cơ chỉ chừng. Triệu quốc năm qua từng thế đó, đâu phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt địa cầu muôn lần rồi đấy, phải đâu một lần. Cho nên cái quả địa cầu mình thay đổi lần này là muôn lần rồi, mà mỗi lần thay đổi đó núi xa gần trái, mỗi một lần quả địa cầu thay đổi là núi nổ khắp xa gần đều trái, nước tràn đầy khôn dại cũng trôi, tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú hùng đều tiêu. Nghĩa là các ngài ví dụ cái chúng ta sống trong quả địa cầu này giống như cái bức tranh gì đó, mà mỗi lần cái bức tranh này mà bôi đó, mỗi lần quả địa cầu này mà thay đổi đó, là cỏ cây đều sạch, thú người đều tươi. Đó là ngài thí dụ ra đây là ớn ốc luôn hai. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà. Cái cuộc tẩy trần lần này đó là giống vậy đó. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, trứng kia sống chết, trứng gà nát không. Trứng kia sống chết, trứng gà nát không. Cho nên nó lại cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, mà ông hỏi coi trứng kia nó còn không. Trời ơi, bây giờ cái trứng đó mình đập nhẹ cũng bởi nữa, huống chi cục lá to và liền vô trứng. Rồi cái ngọn đuốc á, cô bác mình thấy á, ổ kiến á, là mình thấy ổ kiến là chỉ cần một cái ngọn lửa nhẹ thôi, để vô nó cũng đủ cháy quéo hết trơn rồi. Mở cái này mua mỗi ngọn đuốc mà đi thiêu vô ổ kiến phát còn không. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to và liền trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết, trứng gà nhắc không. Kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy. Đó, cái ngày mà khổ xuống tới đây, cái ngày mà hết đời trong đây là giống như cái cảnh đó, giống như cái cảnh mà cầm ngọn đuốc mà thiêu kiến, lấy đá to để trứng gà đó. Chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết, trứng gà nó không. Kỳ đại nạn là cảnh sắp tới đây. Đại nạn sắp tới đây nha, không dài từ ấy giờ mình bệnh dịch chiến tranh là mới nhỏ thôi, tiểu nạn thôi. Nga đánh Ukraine không dài đó là mới tiểu nạn thôi. Không hay, chừng nào mà tới thế giới mà Nga mà đụng với thằng Mỹ hay này kia, hay là Trung Quốc đụng với thằng Nhật Bản thì đó là đại nạn đó. Cho nên kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy, là đại nạn sắp tới đây đó. Khi tẩy trần trông thấy hải kinh, thấy bèo sát bọt linh linh, diều tha quả xé chúng sanh tử nạn, trời héo mặt ngà vàng cũng dán, trời héo mặt là mặt trời thảm sầu luôn, đất u mài thỏ trắng bạc tinh, nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phải thất kinh với hồn. Cái đại nạn sắp tới đây là thất kinh với hồn, hổm dài dịch bệnh này kia nọ chút đỉnh đó, với Nga của Nona là mới tiểu nạn thôi không hay.
đại nạn sắp tới đây là thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát luôn, không dài mới có nhóm nhỏ thôi. Vậy là khi tẩy trần trong thấy hải khinh, thay bèo thác bọt đinh ninh diều tha quả xé chúng sinh tử nàng. Trời héo mặt gà vàng cũng vắng đất châu mài thổi trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phải thất kinh dí hồn. Còn hôm nay đức thầy ngài có tiên tri nghe. Tiên tri chỗ này đặc biệt lắm. Thầy nói là đến Thân Dậu thánh thần còn náo động mới nãy là nhìn vào đại nạn thánh nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần mới nãy quỷ thần ha. Còn mà tới chỗ này thầy nói là đến Thân Dậu thánh thần náo động. Thảm cho trần, nhà trống ruộng hoang, hay là nhà không kẻ ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời, là gặp thiết tha. Vậy cho nên là những cái đoạn mà đợi vừa hỏi đó, là chim Dubai, cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều, nước nước sực soi, bầu trái đất, một phen nâng chuyển. Vậy là trở lại cái đoạn mà các ngài tiên tri đó, là xài thành tiêu diệt, khẽ gần đây, nguyên tử nổ giang, đất chặt thay. Khi mà nó đụng chiến trận này đó là nguyên tử là ông hai. Mà cái đoạn mà mình thấy là Nga sức đao binh gây đại chiến phải không? Nhưng mà cái đoạn sau đó là Nga tận diệt vong nửa số dư. Cho nên Nga lần này bại. Bây giờ thế giới đánh thì chưa biết chứ cái lời tiên tri này là Nga bại chắc chắn. Nga bại, chắc bại. Nga tận diệt vong nửa số dư. Quân nói bại lỡ nó bỏ bom nguyên tử thiệt. Vậy cho nên đó là Nga tận diệt vong nửa số dư. Vậy cho nên bây giờ mình trở lại nè. Xài thành tiêu diệt cũng gần đây. Nguyên tử nổ giang, các thầy bây giờ thấy là nguyên tử nổ giang mà giờ có nổ chưa? Cái đoạn các ngài tiên tri đó, sau này nguyên tử sẽ nổ giang, mọi giờ thấy nổ chưa? Chưa, nhưng mà cái màn sắp phải không? Tại sao mà nguyên tử nổ giang? Giống như bây giờ thấy Mỹ cũng trên ngàn trái nguyên tử á. Nga cũng trên ngàn trái phải không hai? Mà bây giờ là giống như bây giờ là Nga không có vũ khí nguyên tử. Cái này là cũng do cái trời khiến của bác. Mà ông chế nguyên tử đây là để thủ thanh thôi chứ không muốn bấm Nga. Đặc biệt cái đó. Cho nên nó là Nga chế nguyên tử, rồi Mỹ chế nguyên tử, tất cả các nước đều chế. Chế đang chi không? Để thủ thanh thôi. Chừng nào mà ai bạn hiếp mình quá đó thì mới bấm. Chứ mấy ông chế nguyên tử mục đích là chưa có dám bắn. Mục đích là chế đây để thủ thanh thôi. Nhưng mà cái quả đó tới cái khiến ông hai ơi. Khiến thiệt, nó khiến mới nổ. Chứ mấy lúc ông chế nguyên tử thì là mục đích là không có muốn cho nổ nguyên tử nha. Chứ mày không biết chế loại này khi mà bắn ra là chết dữ lắm, chúng sanh sẽ chết dữ lắm. Chỉ tính là chế thủ thân thôi, nhưng mà không ngờ bây giờ là tao quánh tao dồn mình vào đường cùng rồi, là mình có vũ bối đặc biệt đây rồi, giờ mình nhịn không ha. Nó bây giờ cô báo mình thấy dòm trên cái màn là Nga đó, ông Putin đó ha. Ông không ngờ là ông đem quân qua tính đánh Ukraine chừng dài ngày là lấy rồi. Nhưng mà không biết cái màn thầy nói trời đà sắp đặt ly kỳ sao đây, nó biết tới ngày trả quả sao, nó khiến sao đó. Ai về đâu quánh từ khởi đầu năm dần mà tới bây giờ là 2023 rồi, là năm mẹo rồi, mà hôm nay là gần tháng 3 gần tháng 4 rồi đó mà chưa xong công việc. Mà tài sản ảnh là bị quân lính đánh chết gần mấy chục ngàn rồi. Vậy cho nên rồi tất cả khối ô châu họ đang tiếp Ukraine. Vậy cho nên là rồi ông này ông giết ông quánh giết ông cạn rồi, ông bị cạn kiệt lương thực rồi, cạn kiệt bom đạn rồi, cái gì cũng cạn hết rồi. Bây giờ là ông chỉ còn cái vũ bối sau cùng hả. Bây giờ tất cả các khối NATO đã dồn cũng vào đường cùng, cũng còn vũ bối này, ông nhịn không hay theo ông nghĩ ông nhịn không? Thôi giờ mình hỏi hết trơn tất cả chúng, tất cả quý cô bác đồng đạo ở trên quả địa cầu này. Bây giờ là ông này ông đã có vũ bối, ông để đây ông thổi. Mà bây giờ ông đã quánh hết trơn tất cả những hôm dài ông quánh từ năm mấy nay đó, ông cạn kiệt lương thực súng đạn cạn kiệt rồi, mà ông còn bủ bối sau cùng này rồi ông nhịn không? Vậy cho nên là chắc chắn ông không nhịn. Mà ông không nhịn mà ông bắn ra còn Mỹ nhịn ông không? Khi ông bắn ra còn Mỹ nhịn không? Không nhịn. Thì khi bắn ra rồi thì ta không nhịn ổng thì mới gọi là nguyên tử nổ giang khóc chặt hay giữ nổ giang này, nhiều chỗ nổ mới gọi là giang, chứ một chỗ nổ chưa gọi là nổ giang nữa. Cho nên khi mà ông này bấm rồi thì kia không nhịn bấm qua bấm lại thì là chết đặt thay của bác. Nguyên tử nổ giang là đắc chặt thay, mà nguyên tử nổ lần này rồi đó là chết khủng khiếp của bác ơi. Bây giờ mình đọc cái đoạn này của ông ba nè. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết lùa theo mây,
chết do máy tạo chuyển xe, chết vì nhân loại súng gây tai nạn. Nhưng mà chết nào bằng chết ông hoàng. Nhưng khô cái chết, khô khan cái trời. Cái chết khô khan cái trời là gì? Là nguyên tử nó bắn ra đó. Khi nó bắn lên rồi nó thấm vô cây, vô nước, vô tất cả cái món mình thở cũng chết. Mà ăn những trái cây, hoa quả, ăn lúa gạo thì cũng chết. Nó, rồi sương mù mưa xuống mình cũng có nó mưa độc luôn. Rồi sương mù xuống cũng độc luôn. Rồi mình thử hơi thở của nó độc, tại nguyên tử nó bắn dền ra cả thế giới địa cầu này chứ. Độc luôn, nước mưa uống độc luôn, uống với độc luôn. Tại khi nguyên tử nó bắn ra rồi từ trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị suông bạn căng nào thở như đường tơ treo. Vậy là tất cả chúng sanh trong cái quả địa cầu này là thầy nói vì say mê dục dục chìm đắm trong biển lệ danh gây nên nghiệp quả lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Đó là trong đó có đức thầy của mình trước để ra công cứu khổ. Ra công cứu khổ là sao? Sao chỉ rõ cơ quyền khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh. Thì hôm nay chúng ta là cải tà quy chánh, bỏ dữ và lành, thì đó là Phật đã cứu mình đó. Khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bất tội căn để kiếp đến long hoa chào Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu ký diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Rồi đức thầy ngài cũng có nói những chỗ là hiền lành chừng ấy xin dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy gây hồn, cho trần coi thử có mà hay không, nhân hoàng cũng lấy đẻ không, cũng đồng chừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân, phiên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây, người hung chết đắc chặt hay. Cái trận chiến sắp tới đây là chết đắc chặt hay, bệnh dịch và trận chiến chết phơi thay đi các bác. Thầy nói là hãy